Thưa quý vị, hôm qua 10 tháng 10, triều cường gây ngập ở nhiều tuyến đường nội ô của thành phố Cần Thơ. Dự báo của Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ trong 2 ngày, hôm nay 11 tháng 10 và ngày mai 12 tháng 10, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao và dao động ở mức 2m25, cao hơn báo động 3 là 0,25m và sắp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều vào lúc sáng sớm từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối lúc 17 giờ đến 19 giờ. Sau khi đạt đỉnh, triều cường sẽ xuống thấp dần nhưng vẫn còn ở mức cao trên báo động 3 cho đến ngày 15 tháng 10. Đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao. Thời tiết tiếp tục xấu, mưa nhiều trong những ngày triều cường đạt đỉnh. Người dân trên địa bàn cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên, kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng. Thời gian ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp, vùng nội ô ven sông của thành phố.